Thôi để test. Đây là lại buổi chợ chợ tối. Đây là Khang Minh vẫn gọi là chợ đêm. Chiều tối thứ hai đầu tuần mùng 7 tháng 12. Khang Minh đón các bác và quý anh em khách quen. Đây là Trịnh Công Sơn này. Đó. Buồn cho. Đấy, một cái gương mặt là rất là thân quen trên Khang Minh. Em liên tục mua sắm và ủng hộ rồi thì giới thiệu anh em bạn bè biết một cái kênh gọi là thôi cũng uy tín, các bác và quý anh em tự nhìn nhận thôi, không cần phải nói nhiều. Và hôm nay em Trịnh lên sở hữu ông anh của em Trịnh sở hữu con Crown 1002 điện Mỹ. Con này là tụ vương miện, xò vương miện, lát nữa sẽ mở ra để khui anh em cùng xem. Bây giờ test luôn ra cặp 515. Vừa rồi này, chỗ Trịnh và anh em người nhà này mua của Khang Minh 515 này, ủng hộ Crown 2400 này. Gì nữa nhỉ? Súp súp này nhỉ. 418. 418S này. Gọi là đây, vẫn còn một quả liền với cái cặp của em đây. Hôm nay thêm một con nữa. Như là bóc hộp. Hôm nay thêm một con nữa. Một con Crown nữa. Đồ của anh thì không thể chê được. Đi đâu dùng có đi đâu vẫn quay lại với anh. Đồ Đó. người khác là không bằng được. Ôi. Đồ của anh thì không không thể chê được, chỉ có Không. bỏ tiền là Không, mình nói thế lại lại hơi hơi quá. không, cũng là chuẩn, có nghĩa là mình không ưng. Có nghĩa là mình không ưng đúng không? Rồi. Em khen thì rất tốt thôi, nhưng mà đừng khen quá thì Khang Minh cũng hài lòng thôi, nhưng mà có khi Nói chung hôm nay là em đi cả buổi chiều đấy, đi mấy cửa hàng cả, nhưng mà em không nói tên, nhưng mà cuối cùng vẫn quay lại với cửa hàng của anh Khang Minh nha. thế à? Vâng. Ôi, tuyệt vời. Mọi người bán hàng thì ai cũng có hàng tốt, hàng không tốt. Khang Minh cũng có những lúc hàng nó không được đẹp, nói chung là nó vô cùng lắm, bởi vì hàng hóa nó nhiều. Nhưng mà cơ bản là quý anh em các bác gần như là không bao giờ có thể chê được. Mình cũng không có mạnh mồm hoặc là không có tự hào, nhưng mà mọi người tự nhìn nhận từ trước tới nay, đơn giản như vậy. Bây giờ test đánh thẳng ra 515. Cặp này made in USA, cực đẹp. Còn nguyên cả tem cờ. Bật nhá. Đó, ông anh của Trịnh đang soi. Tí nữa ra ngoài soi dễ hơn em. Tí nữa khui dỡ sau, bây giờ nghe tí nhạc đã. Trịnh lo là 1.200 đánh 515 không không đủ nhỉ? Yên tâm là sẽ đủ, nó vừa đủ công suất. Mà con 1.200 thì là một trong những con crown mà nó đánh rất là mềm mại và nó hoạt động rất là êm. Rồi lên nhá. Nước anh đi, anh ơi, uống nước nhá, em quay video tí. Hát karaoke mà về con này để hát karaoke. Có chứ em, phải nghiên cứu nhiều. Phải nghiên cứu nhiều. Nó là thiết bị khủng rồi. Đây. Vào test hai kênh con Crown.
nay nhỉ? Rồi hai anh em qua hình ảnh video bắt tay em cả. Cảm ơn em nhá. Ok ạ. Bắt tay để ra hàng á? Bắt tay để ra hàng. Rồi các anh em các bác rất là vui, và nói chung là qua video thì Khang Minh xin chân thành cảm ơn toàn thể các bác hôm nay đi cùng, và các quý anh em mọi người trên khắp cộng đồng cả nước nữa đã ủng hộ, đồng hành và mua sắm những cái đồ mà Khang Minh tuyển chọn về liên tục. Thôi Khang Minh xin tạm dừng video ở đây đã, để tiếp tục dỡ crown và khui nội thất. Quý anh em các bác nào muốn xem thì lát nữa sẽ lán lại ít phút để xem cái con 1200 này của em khách, xem là có đẹp như lời Khang Minh nói hay không nhá. Cầm đây. Chị soi đi em. Soi rồi. Thánh soi đi. Đồ của anh thì cái gì em chỉ soi bên ngoài thôi, còn bên trong thì em không soi. Bên trong thì chưa mở ra cũng đã đoán được tầm nào đúng không? Rồi Khang Minh quay nhá. Mọi người cùng xem cái sản phẩm. Nói chung là nhìn con Jolie của nó là đã ngon rồi. Xem cùng anh em ủng hộ Khang Minh đồ. Thường thường 6492 thì nó sẽ đi cùng với sò 4751. Đấy, những cái mã sò vương miện mà Crown 1200 nó hay dùng và sở hữu. Và đây là trục biến thế quạt. Hai con tụ Phoenix vương miện. Đó. Cái CG. Cái CG xem nào, nó có trùng bên ngoài không? Thường thường là con thì trùng, con thì không, nhưng mà không quan trọng lắm. A299507. Em nhìn anh cái tem vô vào đằng sau. Đời này mà cái này mà được màu vàng đẹp nhỉ? Màu vàng. Đây. Nó quách, nó không trùng đúng không? Không. Không vấn đề gì hết. Đấy. Cứ phải nói nó chuẩn luôn. Màu đen thì vào nhìn nó cũ hơn. Để các bác và quý anh em nắm được. Cái vỉ cạc này cũng vậy, vỉ cạc Crown nó có rất nhiều đời và mỗi một con thì nó dùng một cái vỉ cạc khác nhau, nhưng mà vỉ cạc con nọ tháo lắp sang con kia thoải mái, thì có những con đời vỉ cạc số thì nó phải đúng cái đời của nó thì lắp vỉ cạc số vào mới được, còn nếu như mà không đúng đời thì lắp vỉ cạc số vào nó tín hiệu nó xử lý, nó lúc bật lúc tắt đi nó không có được ổn định. Vỉ cạc xanh rồi thì các chân mạch vỉ mạch vàng ươm nhé. Cái quạt trắng bốp, vế sò bên kia 6492 4751, hai cái biến thế, rồi thì cầu chì dơ le vân vân. Đó, quay tổng quan được chưa? Khang Minh nhắc lại là cái CG nó dán ở trong cái tụ này thì thường thường nó sẽ trùng với cái tem nhôm ở đằng sau, nhưng mà cũng có những con nó không trùng, bởi vì những cái này thì cái hàng nó sản xuất 20 hai mấy năm rồi, mình không có quan trọng những cái đấy lắm. Ví dụ như con này không trùng này. Đấy, có tất cả các bác quý anh em đây là có những cái gì mà Khang Minh nắm được và Khang Minh biết được thì Khang Minh chia sẻ. Miễn sao nó di nguyên bản toàn bộ từ cái cọng dây điện trở đi và bên ngoài bên trong đẹp loanh quanh độ khoảng trên dưới 90%. Ok chưa em? Thôi đóng đi để dán tem. Và anh em uống nước. Anh lấy thêm ốc ra. Ốc bao giờ Khang Minh về thường thường Khang Minh về mỗi một lô cờ đao là ít nhất khoảng 10 mười mấy con, và về đến nơi là khui này, tháo từng con ra kiểm tra, sau đó Khang Minh chốt ốc lại thì chỉ có chốt 2 con thôi. Và sau khi nào mà test âm gửi đi vân vân, hoặc là các anh em đến mở ra, lúc đó Khang Minh mới chốt đủ ốc lại. Nào rẻ là mua. Ô, ở Trịnh sao thì 88 là ở chứ? Anh ở Vĩnh Phúc mà. Ông này ông ở hàng xóm, ông thuê nhà sát nhà. Thế nhưng mà anh ở bên khu ngoài Hà Tây sao thì mấy lần biển 88 nhỉ? Đấy, con xin này. Lần trước mua cùng với đấy. Lần trước với lần này nữa. Hai lần rồi.
2 là 6 triệu ấy. À, người ta cứ bảo sao đi biển 88 mà lại bảo là ở Quốc Oai Hà Tây. Ông này ông thuê nhà là ở Quốc Oai. Thế chị? Rồi anh em các bác về nhá. Vâng. Về nhá. Okay. Vâng vâng.